tùy người luôn á. Thì khi mà mình làm như vậy thì cái tại mình phải đi từ cái mà mình quen thuộc nhất, chứ mình bắt chước người ta y chang 100% là chắc chắn mình sẽ không 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 làm nhanh bằng người ta đâu. Thì nếu mà mình trước giờ kêu một người chi tiết không biết gì về tổng quan mà đi tổng quan luôn á thì là chắc ngày năm sau họ cũng làm được. Nhưng từ từ mình sau khi mà ra được kết quả thì mình lại so sánh các version của mình, version đầu tiên xong version tiếp theo, để cuối cùng là mình học được cái cách suy nghĩ làm sao ra được cái gốc đó. Rồi những cái lần sau thì em bắt đầu học, thay vì mình đi từ nhánh mình đi vô gốc, thì lần sau nữa mình ráng là thay hồi trước là lá xong rồi tới cái cành, xong tới cái thân rồi tới cái gốc, thì làm sao để lần hai mình đi được từ cái cành tới cái thân tới cái gốc, và tới lần cuối cùng thì mình đi từ